trời mưa không mọi người? Hôm nay là cuối tuần nè. Sáng 9 giờ mấy rồi tụi mình mới vô, giờ cũng gần 10 giờ rồi. Sáng lụp chụp trễ. Nhưng mà giờ vẫn còn tối nha. Hôm nay á, hôm nay tụi mình đi trong trời mưa, dưới trời mưa luôn. Mưa quá chừng luôn nè. Không phải mưa quá chừng nha, mà là mưa lâm râm mà cứ mưa như mưa hoài á, chứ không có lớn. Trời ơi, rừng đẹp quá nha mọi người. Lá đẹp quá trời luôn, lá vàng hết trơn ơi, này là vàng khè luôn rồi đó. Wow. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Tới đó thôi, tại vì cất giọng lên nữa là bắt đầu sao chạy hết. Wow. Đẹp quá. Đẹp quá chừng luôn. Lá vàng quá trời đẹp luôn, sếp. Ừ, cứ tất cả mọi người. Mặc áo mưa. Mưa lâm râm. Hôm trong tuần á là anh Thái đi nha, anh Thái đi ngày thứ tư. Cũng bây giờ không biết có lại nữa không, người ta đi nhiều lắm ạ. Quá trời luôn mọi người, nghe tiếng mưa không? Wow. Trời ơi, lá vàng. Rồi có cây thông màu xanh cái bên nó đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá nè. Mưa nữa chứ. Wow. Trời hôm nay vô đi đẹp quá vậy ba. Mưa không có gió nha mọi người. Có gió là ở nhà đâu có dám đi. Thấy cảnh đẹp quá cho nên mình quay hơi lâu một chút nè. Wow. Giờ đi kiếm nấm nha mọi người. Ờ, họ lấy trước mình rồi. Đây. Đây. Họ nhặt rồi nè mọi người. Một cái gốc nè thấy không? Đó. Đây một tay búp. Wow. Mấy tay? Một tay hả bà? Hai. À, đi ở ngoài đường. Này ta đạp để cái cấp bôn đâu nữa. Đây nữa hả bà? Ừ, hai. Đây nó nhẹ ra. Đây, đạp nữa nha. Cắt với đạp gì? Cách. Wow, tay bự dữ rồi nha. Hôm qua người ta đi rồi. Ở đây có người ta nhỏ xíu hả? Ủa, người ta dục hay vậy? À, có nè. Tay này được nè, bóng lưỡng nè. Đây, ở đây thấy người ta rồi nè. Đây nè. Hình như con gì ăn rồi. Này còn ăn được không ba? Được nè. Mình phải thấy ăn được mới lấy về mất công dục. Được. Sắp bò được nha mọi người. Ồ, chắc quay. Ồ, khó thấy lắm nha. Ha. Ồ, quay, không thấy nổi đâu. Trời mọi người thấy cái lá ha. Với cái tay nắm nó giống không mọi người? Đó, làm sao thấy được? Làm sao biết? Sao nhận ra đây? Nhìn thấy nè. Bó tay. Ừ, cái cơ chân hình như nó được. Coi cái mút được luôn. Này không thấy là hư ạ. Che lại. Wow, khó thấy quá. Không, cái này bỏ qua là mút nó hư liền gì. Mới đây được tay nhỏ xíu à. Nấm búp nước mà nó lên mà
thẳng có cho lấy cái này nó bùng lên nó đổ cái lá nó đổ. Mùa thu mưa nhiều, nắng nhẹ. Trời, mọi người coi cái gốc cây này đẹp không nè. Nấm nè. Ôi đẹp thế sợ luôn nè. Kỳ này mình đi là thấy là hết hạt dẻ rồi nha mọi người. Hết rồi, còn ít lắm. À đây nè, đâu. Ú, đây được một tay. Đây, nãy như mình thấy không lùm hạt dẻ mà thấy hai hột. Đây, có hai hột chẳng hả? Trời ơi, cái lá rớt nằm lên trên cái nấm, che đậy lại rồi sao tôi thấy hả? Đây. Đó. Từ đi không có này. Vậy. Đâu nữa sếp? Đây. Đây nè. Nó cái gì? Đâu đâu. À bây giờ bắt đầu mọc rồi sếp, ở đây nữa nè. Nó ba cái này, một này. À. À bên đó nữa kìa. Không phải. Không phải. Đây. Phải nó. Nó. Một nè. Đúng. Đây. Bây giờ á mình nhổ ở dưới gốc. Tại vì mình cầm ở trên trúng ngay chỗ cái nón của nó, cái nó rớt rồi giống như có em khán giả nói vậy đó. Đúng rồi. À, đây để bên kia chứ. Đây một tay nữa nè mọi người. À đây bắt đầu mọc rồi ha. Hôm nay đâu có bà? Không, bữa thứ tư đi không có. Nhưng mà hồi trước giờ có không quên này? Không, bữa đi cũng không có đâu. Đây. Giờ bắt đầu mọc rồi ha. Thấm rồi đó ha. Thấm rồi đó. Đi, bỏ bên kia. Ở đâu bỏ một bên đi. Nào. À, nó mới lú nè mọi người. Kìa một cái nè. Ở đây là đi soi cái rồi. Ui. Cái rừng ở chỗ thì sa ten, những chỗ thì thông không. Gì ba? Ồ. Đây đầu đen. Lấy xót. Người ta đi hết trơn rồi, thấy người ta đạp nát hết. Tốt đi. Rồi, tốt. Bước dạy tay về lập. Đây. Đây đường tay nữa nè. Đây. Mình đi mót lại. Đây. Này là mót nha mọi người. Mót nè. Đây. Nằm những. Đây. Nếu mà mưa xưa đi ngang không thấy. Bởi vậy bốn mắt. Nên em đi bốn mắt là lờ hơn chứ. Đâu có sáu mắt luôn chứ. Ba có hai bốn mắt mà. Đây. Rồi. Một lưa thưa quá. Kế bên ba có tay không? À quy, không thấy. Thấy chưa mọi người? Đứng sát bên luôn, anh chị nấm kia nấm này không thấy. Cái lớn. Còn cái nhỏ không thấy. Đây. Tưởng cái này nó toàn mọc tùm tùm năm sáu cái. Mà cái chân mới đi. Được nhiêu đây rồi chú bộ. À cũng bộn rồi đó. Ta có vô đây không? Đây được hai tay nữa nè mọi người. Để kia không tay nữa. Đâu. Nó mới lên không. Bộ, ở chỗ này giờ mới mốt được rồi nha ba. Hả? Mốt đi là chỗ này nó được rồi ba. Vậy. Thấy được nè. Hiền, hôm nay không có đi ngang đây nhớ không? Có người ta đi. Quê mình á. Ừ.
Ba cũng đâu có đi đâu. Cách đây cũng 3 tuần không đi. À vậy hả? Chứ mình đi qua mà. Ủa sao măng nha, không nhớ. Vậy hả? Trời. Đi mình không nhớ hết trơn trời. Đâu ba? Hay quá ta. Còn có chút xíu rồi ta. Nắm bút không mọi người. Đây. Rồi dễ thương quá. Nhỏ nhỏ thôi mà bút không. Đâu. Đi thẳng xuống này có hai cái bên cạnh luôn. Đó, đi thẳng đó, đó. Nhìn cái. Ui, thấy rồi. Không thấy rồi nè. Giờ mình nhổ với cái chân nè, chứ mình không có nắm trên cái đầu. À ở đây kế bên ta lấy rồi nè ba. Ồ, kế bên có người lấy nè. Mình lấy mót tại. À, thấy chưa mọi người. Lập lên nè. Vậy. Này mới mọc không à, nấm búp không à. Cái chân xung quanh đây còn nữa. Đi đi qua chỗ không. Đây, ở đây một tay nữa. Khu này có rồi nha ba. Hồi hôm nay không đi. Dễ thương nha. Chờ măng chút nè. Đen không? Không. Phải màu đen không? Đây là màu vàng với màu đen gì? Đây. Có cà phê bán cái. Đây nữa nè. Đi qua đi lại thôi chứ. Bốn mắt đỡ hơn. À, bốn rồi đó. Bốn rồi. Bốn rồi. Đây. Wow. Ở khu này cô một có rồi nha ba. Được ạ. Đây. Wow. Mưa năm nay hơi trễ cho nên không có dai. Đâu? Trời hay hen. Đây, bỏ vô. Bộn nha. Đây, chưa đi coi má, chưa đi giáp rừng đi thẳng thôi. À thấy rồi. Wow, chưa đi giáp rừng mới đi có một góc thôi, chút xíu hả? Nắm bốc nhiều quá. Khi nào mà nó coi lên cả nghi để coi. Sao này đây mà nó không thấy. Cái này hư quay. Hư. Mất rồi. Còn chứ. Bây giờ mấy giờ ba? 10 giờ rưỡi. Trời ơi, 10 giờ rưỡi rồi đó mọi người. Nãy mình đi là 9 giờ 35 phút. Bây giờ 10 rưỡi rồi. Mà 11 giờ mấy là mình phải đi về. Tại vì mất công chuyện Ngọc nè. Mất Ngọc nè. Cái này hư quay. À, hư bỏ lại. Bỏ hư. Thấy không? Thấy rồi. Phải trợn con mắt lên mới thấy nha. Chứ nhìn mà không trợn là không có thấy. Quá trường đẹp luôn. Mọi người coi nước mưa đụng dũng rồi đó. Đây, đây, con cái. Đây anh thấy nó đây con cái. Ủa, à, nó nằm vậy. Có gì xa xa kia con cái nữa. Ở đâu nó thử đây mà nhắm từ đó dữ vậy ba. Hay vậy. Cái đoạn này tống quá. Ồ. Wow. Wow. Ừ, thấy búp búp không mà dễ thương quá. Xa xa chứ. À. Thì khẳng cuốn xa xa chứ. À thấy rồi.
Wow, hay hen. Coi như còn ở trong đó. Mưa nó bóng lưỡng rồi bà. Bóng lưỡng rồi. Tốt dễ sợ luôn nè bà. Đó, đi lắng lắng thì à, trước thì không phải. Không phải. Nó. Không phải. Tưởng nó mà không phải nha. Trời đất ơi. Mình trước mặt mà không thấy mà ổng nhìn đứng sau lưng mình không thấy tay nắm bút vậy. Bút. Đây thấy là trời ơi hay. Anh đứng gần xa mà anh thấy cái tay nó này. Siêu đẳng thiệt. Mình nhìn lại gần mới thấy nha. Rồi mưa nó. Bây giờ mưa nhiều quá cái gốc nó cũng nước không hả ba? Hả? Đâu. Mình thấy nó. Ồ. Trời cái nấm này mọc ú. Đẹp quá nè. Ba. Đó mút không nó mềm. Rồi. Để mình lấy đất à. Hả? Đã quá hả? Rồi, đẹp quá hả? Nè. Ồ, dễ thương quá. Ngon luôn. Tiếu thiệt. Ờ, nghe mút này nhiều nè nghe ba. Rồi. Ê, mốt mình đi lại. Ê, cái chỗ mút đằng kia có không? Bữa mà măng với ba đi á. Nhớ không mút không á? Ôi mà chưa có. Sao quá, không có thời gian đi vô đó luôn. Vậy là. Nè, măng thấy thằng tay nè. Ba. Tay này ngon lắm nha. Đây nè ba. Bơi. Mà chắc hư quá. Không, không hư. Ngon quá. Còn được. Đây. Đâu? Anh Thái nói đằng kia có tay nắm bùi chảng nữa kìa. Để mình coi đây có hư không. Cho mọi người coi nha. Đây hồi hỏi mưa siêu Thái chứ mình không rành nè. Ô, đây thằng tay nữa nè. Ủa sao nãy măng đi mà không thấy, giờ thấy rồi nè. Wow. Đây. Wow, tay này chắc quá chừng luôn nè. Tốt. Đẹp nè. Có cái lá nằm trên đây nãy mình không thấy. Trời ơi sau lưng măng luôn á ba. Mà măng đi ngang không thấy mà măng trở lại cái măng mới thấy nè. Vậy đó hả? Có chừng nằm đâu đây nữa nè. Trời ơi, giờ cái lá nó tẹp với cái nấm nó tẹp với cái lá khó thấy quá mọi người ơi. Đâu? Trời ơi, đi ngang mà không thấy trời. Ồ. Đây. Đây. Trời ơi, tay nắm mà măng thấy là nó tốt ghê luôn ba. Nó bự mà nó chắc. Trời đất ơi. Đã quá. Chỗ nào nữa? Ở đường đi về đó. Ở đây một tay nữa. Ủa sao nó bị gì vậy nè? Ủa nó chắc quá chừng luôn nè ba ơi. Hả? Chắc. Rồi. Mà nó. Đó đúng sếp. Ủa mà sao cái đây nó bị gì nè? À, cái con ấy nó ăn cái gì? Nó đây nè. Không sao. Không sao hết. Một gốc thôi. Nó được hết. Này được chứ nhưng được. Mà con cái gốc này nó bị. Này không nhặt là mưa nó hư hết nè. Đây nữa nè. Ôi trời ơi, cái bên luôn trời. Coi chừng. Mà mưa quá trời bay, mưa ướt hết rồi. Mưa nó cái hư mất. Đây nè. Không phải, không phải. Một cái này bị hư. Vậy. Sao bay dập lên chị? Cái này nè, cái này. Mưa quá nó cũng hư nha mọi người. Nắng quá cũng hư đâu, này hư rồi bay. Ở đây cũng có rồi bay. Tay này tươi rối luôn.
Đây một tay nữa, nhỏ chiếu nè. Hai tay nè. Bộ ngoài nhăn. Đây nè ba. À không phải bơi. Không mà cái này phải nhắm chân giấm không? Không phải. Nó hả? Đâu phải. Cái này chỉ ăn được cái nắp thôi. Nó. Có con limas nè. Cái nắp cái chân luôn cái này ăn. Ôi. Tao ba giặt ra coi còn tôi không? Ôi cái con nó nhiều quá. Cả mưa này nó đu hết. Cái nắp ăn được phải không? Được. Chứ hết để nó vô nó ăn mấy con kia đó. Ờ à, cái nấm kia đó. À, thì lấy ra. Đó là bốn con lấy ra. Được không? Được không? Được con lại. Còn đây nữa nè, con nữa nè. Chết đây lên đây. Không có. Nhóm nó vậy? Không có. Ồ còn tươi hang, ăn được cái nón thôi. Cái. Ăn được cái nón nha mọi người. Mình thấy nó đây. À, đây nè, đó. Hồi nãy mình thấy bên kia giống bên đây đúng không? Trời mưa cái nó bóng lưỡng rồi hang. Mưa quá chừng luôn mọi người. Ui, có cái con này nằm trong đây nè bùi. Là ba lấy cái nắp đó. Thì ghê rồi. Ba dép nó rớt xuống đi. Đó. À mưa là nó rớt xuống đi. Đấy, vô trời ơi mọi người thấy thấy ghê không? Ui, nó nằm bỏ cái chân đi, chân ướt rồi. Trong có con nhỏ này. Đây nè. Này con bọ. Nó con vô ăn nấm. Nằm đây nó ăn hết trơn. Nó ăn cái mút trước ha. Ăn cái mút trước, mút ăn. Ừ. Đó cái này mình ăn cái nón được nha mọi người. Nó không? Sông Thanh hả? Rút được này. Cái này là sân thanh nha ghi. Ồ, còn cái chỗ vàng kia đâu, không đi tới nổi đâu hả? Vàng không có thời gian, ôi, bây giờ mình đi tới đây là mình về còn người cái này nó mềm nè. Đúng rồi. Rồi, cái này mềm mình rút nó không có đứt. Em thấy nói đừng có lo. Anh biết nhiều chỗ rồi, bây giờ đi không kịp, mai mốt quá nó rộ lên rồi mình đi nhạc. Bên kia có cái xếp này. Đâu ba? Có bồ lề này. Đâu? Gấp ở dưới lưng ba. Đâu? Dưới lưng ba hả? Dưới lưng bên kia. Cái sau lưng. Thôi giờ mình rút cái này cái đã. Dài năm, dài cái. Rút không có thời gian. Ôi nhanh lên. Ồ nó nằm ở đây nè mọi người. Cái này bự không? Cái này nó mình rút nó không có bị đứt. Đấy, nên nó rút. Nằm ở trên. Chà. Ủa nãy giờ quay ở đâu không bơi? Đây. Nấm sân thơ hên có nhiều loại lắm nha mọi người. Loại vàng. Vậy đủ cả, đủ hết. Bơi bỏ đất ra chứ về nhà mệt lắm. Ngắt đi. À, quay cái máy qua chỗ kia phải rút cái nấm gì kia. Chỗ nào đâu? Chờ mang chút à? Nhặt cái nấm sân thơ hen nó phải có thời gian nha mọi người. Nếu mà không có thời gian là đứng ở đó đâu? Đây anh thấy anh nhặt cái tay nấm khoan nha ba. Để mà... đâu ba chỉ cái cây coi mang thấy coi. Khoan nha, rồi đó, rồi đúng rồi thấy rồi đó. Nhặt đi ba. Ngon lành luôn. Cái này này cũng ngon lắm. Cái này. Đó, ăn được nha. Nấm gì vậy? Lắc ta. À, cái tông cô tông pha mì của nó. Ăn không? Không khỏi. Hả? Quy mang biết nấm đó mà. Ở đây nhổ nấm này tiếp. Uống gì nữa? Còn thêm cái này sau lưng nữa nè. Còn nữa hả? Bự bự không mà nó ít mà bự không hả?
Ba ăn lẩu gà không? Hả? Quay, về làm lẩu gà. Quay. Mà nay kỳ này mình không có đi qua cái chỗ nấm gì qua này. Là Kim Men á hả? Quay, không có đi được. Có gì ngày mai chứ giờ chưa đó. Quay. Ngày mai có thời gian mình đi dạo cho. Qua đó. Ai ngủ dậy trở một chút đi trở. Trời ơi. Cuối tuần mọi người biết không? Đã trong tuần thức dậy sớm mà làm việc. Bây giờ cuối tuần không được ngủ, dậy sớm đi nhặt nấm. Trời ơi thì khổ, khổ cái thân. Ba nhổ đi. Không mấy đợi măng chỗ nào đâu. À, sau lưng đây nè. Nhiều không ba? Hả? Nhiều không? Không có nhiều. Mà cao cao không, không có Quy mà nhặt cái này á biết không? Phải có thời gian bởi vậy. À, đi. Không có thời gian nhặt lâu lắm. À, chuyển chút xíu này đây, qua đây rồi còn. Ồ, qua chỗ. Ở đâu nữa? Đây. Nãy vô được vô đây nấm xong thơ thêm rồi đó. Nấm gì dai nè. Đây nè. Đó, cái này bỏ uổng, nhặt chứ. Đây. Đây phụ rút cho nó lẹ chứ con. Đi. Rút đi. Tôi coi mấy tay mà. Lấy xuống. À, bên đây nữa, cầm bên đây nữa. À, đừng có lộn cái này nha, cái này không phải nha. Đâu? Đây nè, cái này nè, đừng có lộn, không phải. Cái này nè, cái này tóc xít. Cái này tóc xít nha mọi người, nè. Thì sao con đó ăn? Không, ai ăn cái đó? Nên. Không, nó đua trên đó rớt xuống, không ăn. Trời ơi. Nó không ăn, nó rớt ở đâu. Thấy nó mẻ rồi đó. Không ăn. Đừng có, nó ăn làm bậy đó. Tóc xít. Đừng có, nhìn nó vậy cái này. Qua cho đây nè. Đây. Còn nữa hả? Anh thấy anh biết nhiều cái chỗ mà nấm này lắm mọi người. Nhiều lắm. Anh biết nhiều chỗ lắm. Mà tại hôm nay mình chưa có đi tới. Với lại chưa có mọc nhiều ha. Chưa tới. Rộ. Wow. Này làm lẩu con gái mình thích nấm này lắm nè. Rồi. Để mình làm lẩu lẩu gà. Bữa ăn nấm kim chi ngon quá mọi người ơi. Ăn lẩu kim chi ngon quá mọi người ơi. Lẩu nấm với kim chi trời ơi chắc chết. Giờ mình coi cái video của mình lại mình đói bụng á, cái lúc mình coi mình còn thèm lại á. Ăn thấy thèm luôn á, ngon. Ôi này mình rút nó không có đứt đảo quá mọi. Rút nó không có bị gãy á. Tại cái đất này nó muối không à, nó gãy. Đã quá. Có mấy chỗ kia đất. Ôi đút lên nó bể hết trơn. Nè. Cái mình coi đâu có nhiều cái nữa mình rút cho con gái. Qua đây. Đi. Trời ơi tôi thấy cái nấm này nè, mà anh thấy anh nói không phải, mình đạp một cái nó tóc mẹ nó đạp nó nhừ rồi nè. Ba mày. Trời ơi. Bạn nói thấy nó bóng bóng. Mình nói bóng bóng mình nói nó nè, cái nó không phải cái mình đá một cái. Chưa có lấy cây coi thử mà. Cái chỗ này nó nằm sát. Bây giờ tụi mình đi về. 11 giờ rồi mọi người. Đi về. Đây nè. Đâu? Đó. Này hả? Anh nhìn nhớ xíu hả? Thì nó mới lên cái đoạn này, xong đoạn kia ra. Rồi. Cái này là phải là... Được rồi. Rồi, giữ. Trời ơi. Đi nhanh quá, không nhìn ba. Không nhìn. Đây, kỳ này mình thấy nè nha mọi người. Ồ, ồ ngon quá. Bụi đi không? Ngon quá. Wow, ngon quá. Tôi rối luôn. Chưa coi chừng có, coi chừng có. Để đi. Nó mọc rồi nè. Không có thời gian đi dù. Ô lô lô. Ồ, ngon quá trời luôn. Ồ, đi dù luôn mọi người. Ồ, ôi ôi, nay được nhiêu đây nè mọi người. Ngon dữ vậy. Wow. Chỗ đó, vô trong cái đường kia kìa. Đâu ba? Ở đây có một cái nè. Wow, hay quá ta, để mang vô mang lụm cho. Vô từng cây ve, mình đâu dám vô trong từng cây ve, còn mình đi ở ngoài. Ừ. Ở ngoài lấy không, ở ngoài không. Cây nữa nè. Wow, đây nữa nè mọi người ơi. Mới phát triển thôi. Đây, khỏi rồi. Đây. Oh, no.
đây đây nè, hai nắm luôn, hai tay luôn nè, ba tay luôn. Ba khử lên cái gai không à? Khử lên, khử khử lên. Thôi được, nó có đây, trong này có cái này. Đâu? Ở trong này. Cho mang chút, chờ mang chút. Con cắn. Cái này hư rồi vậy? Hư. Con cái này, hai cái này được không? Một cái hay lấy shampoo. Ồ. Ủa, này được nè. Được, được. Lấy cái nón ăn được. Cái nón còn ăn được, cái chân. Chân không được. Đây cái nữa. Này cái này chắc quá chừng luôn. Cái này ngon nè ba. Đây nè. Coi chừng á. Mình xung quanh đây nữa nè. Có thời gian. Đi đi đi. Ồ. Đâu, phải nó không? Nó nè. Ồ, hai cái luôn. Đây nè mọi người. Đó, nắm chân nhám nữa nè. Ồ. Ồ, rớt rồi. Cái chân một rồi bơi, chỉ có ăn cái nắp thôi. Mưa này mà. Wow. Đó, hôm nay hai vợ chồng mình nhặt được nhiêu đây rồi mọi người. À, đi vô nãy giờ mấy giờ rồi ba? Coi bao nhiêu tiếng? 10:08 rồi. 11:08. Đây nè mọi người thấy 11:08 nha. Ủa sao biến đâu rồi? Đó 11:08 ha. Ngày 18 tháng 11 nè. Đó. Mọi người thấy không? Thì bây giờ tụi mình đi về nha, để chở bé Ngọc nó đi đánh tennis với đi chợ nữa. Thứ bảy thì nó dậy đó mọi người. Mà cũng ráng sáng dựng đầu dậy đi chứ. Đây. Mẹ là giờ được dày tay nắm mồng gà. Xong thôi em, ở đây là nắm nấm xếp, nấm bô lê, nấm thông, nấm gan bò. Trời ơi, mọi người thấy mê không? Thấy thích không mọi người? Cưng quá đi. À, cái cây làm cái cổng cưới. Đâu? Đây. Đâu phải cây đụng đỉnh đó hả? Đây nè. Nào, năm bọt từ cô ba mày. Đó, thì còn cái đợt to ra xong nữa thôi. Chào măng chút. Bây giờ là hết mưa rồi. Tiếng mấy đồng hồ giờ tụi mình đi về. Thời gian liên lạc nắm là không ăn không dở mình á thì rảnh chạy cái hù vô 50 phút là tới chỗ nha mọi người.